Đây là máy lọc nước Vasta. Vasta đấy. Đây, cục em nó. Lúc mua về nó chỉ được như vậy thôi. Đó. Đấy. Máy này đặc điểm của nó là không dùng điện nhá. Đây hãng này. Nó gồm có 3 ống lọc. Nó ghi cụ thể. Đây. Loại một là một lọc thô và 2 than hoạt tính dạng hạt tha tính dạng nén đó. Quang minh gắn mốt tương ở đây. Đây là lọc ống vào mà hiện tại mới mua về nên chưa lắp. Đặc điểm của cái dòng này nó chỉ dùng để cho mình rửa rau và nấu ăn thôi, chứ cái dòng này mình không uống được. Đó. Tổng quan đấy. Mọi xã đây bên nhà sản xuất đã lắp sẵn cho mình như này. Ờ, mình về mình muốn nữa mình phải mua ống về đấu ở đây. Gắn vô tường. Lưu ý dòng này chỉ có dùng cho rửa rau và nấu ăn thôi, không uống được. Và đặc điểm của nó hay là nó không dùng điện, nên những nơi nào mà 2 mét điện ấy, có thể dùng thoải mái và nó tiết kiệm chi phí điện hàng tháng nữa. Đó. Đấy. Đấy, bộ phận của nó như vậy thôi. Cái này, cây này mở này. Mở ra mở luôn. Đấy, xong.